Với tinh thần giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại, thời gian qua phong trào hiến máu tình nguyện tại Đà Nẵng đã lan tỏa sâu rộng. Thành phố luôn nằm top đầu cả nước về phong trào hiến máu tình nguyện, với tỷ lệ người dân tham gia hiến máu hàng năm đạt từ 3% trở lên, trong khi tỷ lệ này của cả nước là 1,5%. Có được kết quả này là nhờ hiệu quả tuyên truyền cũng như tinh thần nhiệt huyết các cá nhân, gia đình, tập thể nhằm đáp ứng nhanh nhất nhu cầu máu cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Ngay trong thời điểm căng thẳng do tác động của dịch bệnh COVID-19, các bệnh viện tại Đà Nẵng vẫn đảm bảo nguồn máu cho cấp cứu điều trị. Đó chính là nhờ lượng máu tình nguyện vẫn thường xuyên được tiếp nhận từ các tình nguyện viên. Em thấy rất là vui khi được góp một phần máu trong bệnh viện để điều trị, đặc biệt là trong thời gian dịch bệnh. Không chỉ có các đội hiến máu dự bị, câu lạc bộ 25, câu lạc bộ máu hiếm, câu lạc bộ gia đình hiến máu, mà phong trào hiến máu nhân đạo tại Đà Nẵng đã có sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, trở thành một phần thiện nguyện mà mỗi cá nhân muốn đóng góp cho cộng đồng xã hội. Em muốn tham gia nhiều hơn các lần sau nữa để mà giúp ích được cho nhiều cho cộng đồng mình. Quan tâm các cái câu lạc bộ hiến máu tình nguyện của các đơn vị, đặc biệt là quan tâm đến cái lực lượng đoàn viên thanh niên trong việc tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, hiến máu tình nguyện để mà làm sao đó là có cái nhu cầu, đảm bảo nhu cầu máu để hỗ trợ cho bệnh viện trong cứu chữa người dân. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, sau 15 năm thành lập Ban Chỉ đạo, cả nước không còn rơi vào tình trạng khan hiếm máu. Năm 2022, tỷ lệ dân số tham gia hiến máu đã đạt khoảng 1,5%, tỷ lệ hiến máu tình nguyện đã đạt 99%, vượt xa con số mong đợi. Hàng loạt các sự kiện chiến dịch hiến máu tình nguyện được tổ chức chuyên nghiệp, quy mô và bài bản, căn bản đáp ứng đủ nhu cầu về máu phục vụ cấp cứu và điều trị. Hàng triệu người bệnh nhờ đó đã được cứu sống. Thay mặt cho người bệnh cần tới máu, cho các bác sĩ sử dụng máu đi điều trị, có lẽ tôi muốn bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất tới những người hiến máu tình nguyện trên cả nước vì những gì họ đã góp sức trong những năm vừa qua. Tri ân những người hiến máu, mỗi người chúng ta hãy tích cực rèn luyện, giữ cho mình một trái tim khỏe mạnh để có thể giữ nhịp độ hiến máu thường xuyên. Đó cũng là cách mà mỗi người có thể đóng góp cho cộng đồng để nối dài thêm những cuộc đời.